Đây. Ok. Còn thùng nha mọi người. Đây là một thùng máy khoan. Có đầy đủ đồ nghề trong này nha mọi người. Có rất là nhiều đồ nghề trong này. Để mình cho mọi người xem. Thùng này rất là đẹp luôn nhé. Tay đeo, tay xách này, móc rồi còn đầy đủ nhé. Đấy, mở cho mọi người xem. Thùng này rất là đã. Ai mà đã từng có thùng này, dùng thùng này rồi rất là thích nha mọi người. Rất là đầy đủ đồ. Mọi người xem này. Đây. Mũi khoan sắt này, dàn mũi khoan gỗ này. Đấy, đánh cước này. Đấy. Này, các cái đầu tiếp này. Đầu tiếp nhá, đầu mở bu lông ấy. Đây là mũi khoét này. Là mũi mài này. Khoan mũi khoan tường này. Đấy, các cái đầu sao này, đầu lục giác này, đầu ba ke này. Đấy. Rất là đầy đủ đồ nha mọi người. Đấy, cho mọi người xem. Đã chưa? Đầy đủ đồ. Nhìn rất là sướng con mắt nhá. Đấy. Thùng máy này. Đây. Đây. Đấy. Thế chứ phần su chỗ này nó hơi bị ố tí nha mọi người. Về mọi người vệ sinh đi nhá. Về mọi người vệ sinh đi nha mọi người. Đấy, này. Mình cạo ra này. Đấy. Đấy. Ok. Về người vệ sinh đi. Đấy. Và con này nữa. Con này thì mình thấy cái đào nó đang bị cứng rồi. Nó đang bị cứng. Mình cũng có cắm thử với sạc pin. Nhưng mà giờ không biết. Cái đào không cứng quá. Thử nó chưa chạy nha mọi người. Đấy. Nên con máy về mọi người. Con này thì đơn giản mà. Máy 12V này về mọi người tự mở ra rồi vệ sinh kiểm tra nhé. Đấy. Cái thùng này thì nó với mọi người là con máy thì nó không giá trị bao nhiêu, nhưng mà chủ yếu là nó giá trị cái dàn đồ nghề nha mọi người. Đấy, chủ yếu là giá trị cái dàn đồ nghề này mọi người. Đấy. Ok. Rất là đẹp. Thùng rất là đẹp nha mọi người. Đây, này. Chỗ này nó hơi bị nứt nứt tí, không ảnh hưởng gì. Yeah. Ok. Rồi. Thùng này. Thùng này. 870.000 nha mọi người. 870.000. Số 1. Cứ đánh số vô đi. Số 1 870.000 nhé. Đấy. Mọi người xem vui lòng ủng hộ một like nha mọi người. Ủng hộ một like. Ai chưa đăng ký thì vui lòng kích vào nút đăng ký bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.